nghĩ là nhìn nhau là đủ rồi anh. Nhìn nhau đủ hả? Nhìn nhau là đủ, ngủ là mà ngủ. Nói đi em, không ấy mình lớn mình chủ động luôn đi cưng. Mình lớn nhưng mà mình cũng là con gái. Ủa vậy bạn này lớn, bạn này mấy tuổi? Thì đó 2 tuổi, chuyện nhỏ mà. Nhưng ta đẹp hơn mình. Ta nhiều tóc hơn mình, đâu có quyền. Anh gì thay của bạn? Không, mà em thấy bạn cũng đẹp mà anh. Sao anh nói bạn xấu? Đâu có nói xấu. Đâu có nói xấu đâu. Ta chỉ nói nhiều tóc. Ta nói xấu gì? À, em tên gì? Em tên là Trang. Bao nhiêu tuổi? Dạ, cho em tên giữ gì? Khoan, xin lỗi, tên gì nói lớn lên. Tên Trang, tuổi, bí mật. Bí mật mà bí mật tới hết chương trình luôn hay bí mật chút xíu thôi? Dạ, bí mật tới hết chương trình đi, thì không mấy tí nữa gặp bạn nam mà nói luôn. Rồi, xin mời chàng trai xuất hiện. Chào anh. Dạ, bên ngồi. Anh tên là gì? Dạ, em tên là Tú. Hai em 31 tuổi. Đang làm nghề gì? Em làm quản lý cho công ty trang trí nội thất. Làm quản lý trang trí nội thất. Trang hiện giờ là đang làm gì Trang? Dạ em đang làm bên bộ phận xuất nhập khẩu chị. Ngoài giờ công việc đó ra thì những lúc rảnh rỗi mình làm gì nữa? Thì em đi cà phê với bạn bè. Rồi ở nhà thiêu tranh. Mình có làm thêm công việc gì nữa không? Tùy theo chị. Ví dụ như dịp Tết á. Làm gì? Dạ bán bưởi. Bán bưởi hả? Dạ. Ở trong nhà có đông anh chị em không? Dạ không, nhà em thì có 3 chị em thôi. Mấy người kia đã có gia đình chưa? À, dạ em trai giữa có gia đình rồi. Rồi sao em mình có gia đình rồi mà mình chưa có gia đình? Chắc tại duyên chưa tới. Mình có kén quá không? Cũng không có kén lắm. Mà em thích cái bạn người bạn trai của mình như thế nào? Người đàn ông của gia đình đó chị. Người đàn ông của gia đình là sao, em nói rõ hơn tí xíu coi. Biết quan tâm tới gia đình, biết lo lắng cho gia đình. Kính trên nhường dưới. Vậy thôi là đủ rồi. Về ngoại hình em muốn người bạn trai mình người như thế nào? Đừng có xấu quá, đừng có đẹp quá, đẹp quá thì cũng... Ủa lần sau em không có đẹp hả? Dạ thì cũng bình thường thôi anh Linh ơi. Rồi, nãy giờ anh nghe bạn gái bên kia nói, anh cảm nhận mình được bao nhiêu phần trăm theo cái yêu cầu của cô gái bên đó? Em nghĩ thì chắc 90%. Dạ, tự tin dữ vậy trời. Dạ em uống mới uống Milo mà chị. Bạn làm trang trí nội thất đúng không? Dạ. À, tôi nghĩ rằng cái môi trường đó cũng dễ tiếp xúc với nhiều người đẹp. Nhưng mà lý do tại sao không tìm được một nửa cho mình? Chắc có lẽ là nhiều người đẹp quá nên không chọn được. Em thì em không thích người đẹp quá. Hai người này gu lạ ghê nha. Em thích bình thường thôi anh. Bình thường như thế nào? Giống như Minh Hằng vậy đó. Trời ơi, Minh Hằng là bình thường. Bình thường hay quá ha. Rồi bên kia thích người mẫu người như thế nào? Dạ em thích giống Quyền Linh. Bữa nay Quyền Linh thu hoạch. Nhưng mà bây giờ nói cái không thích đi. Em không thích cái gì về người bạn trai của mình? Không thích uống rượu, hút thuốc. Có uống rượu hút thuốc không? Dạ không. Không, được. Em cũng không thích hiền á. Hiền không thích luôn. Thích giữ giữ hả? Dạ giữ giữ cũng được. Để chi? Để có thể bảo vệ em. Giữ 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 với em luôn rồi sao? Thí dụ như giờ bạn trai nó gây lộn qua lại rồi bạn trai nóng quá, bạn trai nó quýnh em một cái rồi em phản ứng sao? Em khóc rồi em không nói chuyện với bạn trai đó nữa. Có tha thứ không? Không. Đó là vũ phu rồi. Rồi bên kia có khi nào quýnh phụ nữ không vậy? Chưa bao giờ. Có ý định chưa? Người ta nói là không nên đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa mà. À, có bực mình lắm lấy chổi lông gà đánh. Không, phải lấy cái khăn mùi xô gói cùng gà nó sống á. Trời ơi, trời ác luôn rồi ơi. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? 3 mối tình. Nhưng mà trong đó có một mối cuộc tình bị cô ấy hạ bằng knock out. Là sao? Hạ knock out là sao? Có nghĩa là vừa vô hẹn hò cô ấy cho em đo dáng luôn. Là sao? Cô ấy cho em leo cây luôn. Thế là tới ế tới giờ luôn. Lâu chưa? 2 năm rồi. 2 năm qua bạn chờ đợi một cái tình yêu mới như thế nào? Đi làm thôi. Thế mạnh của bạn theo bạn là cái gì? Để người phụ nữ thích. Hòa đồng vui vẻ với mọi người, chiều chuộng phụ nữ. Rồi điểm yếu của bạn là gì? Sợ thấy con gái khóc, em không dỗ được. Đừng có quýnh người ta sẽ không bao giờ khóc. Còn điểm yếu gì nữa không? Hết rồi. Rồi, tôi nãy giờ bên đó nói là bên đây là bạn gái cứ ngồi gật đầu có vẻ rất là hài lòng với những cái điều mà bên kia chia sẻ. Nhưng bây giờ chị hỏi em một câu nè, mặc dù là bạn chưa có giới thiệu về tuổi nhưng mà theo cái cặp mắt quan sát của Tường thì bạn cũng không còn trẻ nữa. Vậy thì ngày hôm nay mục đích đến đây là muốn tìm một người bạn trai hay là thấy được là coi như là lấy luôn làm chồng? Dạ thấy được lấy luôn làm chồng. Có nghĩa là tinh thần là dạ, chuẩn bị. Dạ chuẩn bị tinh thần rồi. Đó, được là lấy luôn đúng không? Dạ. Bên kia có muốn lấy luôn không hay là chỉ mến đến tìm hiểu cho làm quen làm bạn cho vui thôi? Nếu mà được là
Nhưng mà ví dụ như bên đây á, bên đây là hiện giờ chưa biết tuổi nè, bên kia 31 đúng không? Có rủi bên đây người ta đi 34, 35 tuổi hay sao? Thì kệ nó, tình yêu làm gì có tuổi tác. Con gái lớn 2. À, bên đây hỏi là có chấp nhận con gái lớn 2 không chị? Tuổi tác thì em nghĩ chắc cũng 1, 2 tuổi cũng không thành vấn đề. Không thành vấn đề đúng không? Ok, được rồi. Tuổi tác không thành vấn đề, bây giờ để tôi nhìn coi bên này già hay trẻ chứ bên đây là tôi thấy rồi. Khoan khoan khoan, Tường khoan mở cái màn anh hỏi. Bây giờ để anh hỏi cô bé bên đó nè ha. Bạn có thích chàng trai nhiều tóc không? Gì vậy trời? Người ta đến cái đoạn coi mặt rồi mà ông hỏi là cái đầu tóc. Tự bình tĩnh. Nói chung là nhìn sao được thôi Linh ơi, chứ tóc nhiều quá cũng không được mà ít quá cũng không được. Theo kinh nghiệm của chị là coi như không có tóc rồi đó. Dạ. Quá trời nhiều luôn. Chào em. Sống với ba mẹ hả? Ừ, Út rồi. Coi như là cái gì là Út chịu hết phải không? Mẹ không chịu thì em có chịu không? Mẹ nó nói là em chịu là mẹ chịu mà. À không chịu rồi, được rồi, vậy được rồi. Rồi vậy đi. Để tôi qua bển coi sao. Coi bển. Nhiều tóc, ít tóc. Bên đó bán bưởi. Cái vỏ bưởi đó mình nấu. Không mau lắm. Chào em. Anh đoán được tuổi không? Nếu mà nhìn mà sơ sơ á, đoán khoảng 30. Nếu nhìn kỹ kỹ á, đoán khoảng 33. Không dạ. Biết phải không? Dạ phải. Thôi cảm ơn bạn. Rất là xinh. Bây giờ thì cho hai bạn nhìn nhau trực tiếp. Bây giờ kéo màn lên. Tuổi tác không quan trọng. Tuổi tác không quan trọng. Chỉ có mẹ mới quan trọng thôi. Chỉ có tóc tai mới quan trọng thôi. Quan trọng là tóc tai thôi. 2 phút bắt đầu. Dạ. Em ở đâu? Dạ em ở quận 9. Ơ quên. Trời đất ơi. Dạ tại nãy em xưng là em nên thôi. À, mình ở quận 9. Không quan trọng. Mình ở Đồng Nai. Ở luôn. Nãy không nói chuyện đây lớn, giờ qua gặp người đẹp nói chuyện nhỏ chút xíu thôi. Anh nghĩ là nhìn nhau là đủ rồi anh. Nhìn nhau đủ hả? Nhìn nhau là đủ. Ngủ là mà ngủ. Nói đi em, không mấy mình lớn mình chủ động luôn đi cưng. Mình lớn nhưng mà mình cũng là con gái. Ủa vậy bạn này lớn, bạn này mấy tuổi? Thì đó 2 tuổi, chuyện nhỏ mà. Nhưng ta đẹp hơn mình. Ta nhiều tóc hơn anh đó có quyền. Anh gì thay của anh? Không mà em thấy bạn cũng đẹp mà anh. Sao anh nói bạn xấu? Đâu có nói xấu. Đâu có nói xấu đâu. Ta chỉ nói nhiều tóc. Ta nói anh xấu. Chưa gì Bính không mọi ơi. Chưa gì Bính rồi. Tiếp còn 1 phút nữa, nhanh lên em. Em có muốn bấm chuông không? Em có muốn bấm chuông không? Dạ. Tôi bấm thì Trang bấm. Ok. Chơi kỳ vậy? Vậy nó đỡ quê anh. Bây giờ tôi hỏi lại là nếu như bên đó nói là không thích thì sao? Thích thì thôi chứ sao giờ? Nếu tao không thích thì bạn có thích bấm chuông không? Đừng có suối. Tình yêu mày sao suối? Trời ơi. Bấm đi có bưởi ngồi đầu. Nhanh lên trời ơi, cứ lo tặng mấy trái bưởi không là chết rồi. Thôi hết giờ. Thôi vậy thôi đi. Mẹ tôi còn nhắc cái này, đem cái quà để đang chi nội. Anh rung quá em quên. Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Mời các bạn đặt tay ra sau thành ghế. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 Dạng gì ông cứ chua. Và 3. Mấy người này suối hoài rồi, để người ta làm. Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi. Đến đây chưa có tới được gần đâu. Bạn bấm sau hình như là 3 giây. Tôi không đồng ý. Tại cái chuông nó không ăn á. Sao không ăn? Chuông chương trình làm gì không ăn? Không, không. Chắc phải kiểm tra lại. Em đồng ý, em đồng ý. Không, tôi không cho. Không phải, hồi nãy giờ là chưa tình, ta đã muốn nhấn từ tôi trước. Tôi không cho, bây giờ tôi không cho thì sao? Dạ anh không cho mà em nhận quà rồi. Đó, đỡ rồi. Thua, đi qua bên kia đi ông ơi. Đó, cái gì vậy hoài à? À, bạn trai nhìn thấy điều gì ở bạn nữ? Cũng dễ thương, nghiêm túc trong tình cảm.
Thế còn em cảm nhận gì về người bạn trai bên kia? Giống như chị nói, thời gian giờ cũng còn có ít à, nên thôi có đối tượng thì mình cứ tìm hiểu. Thời gian còn ít là thời gian gì? Dạ em bây giờ đã hơi lớn tuổi rồi, nên là cũng muốn tìm cho mình một cái bờ vai để nương tựa. Và em thấy người đàn ông kế bên là... Thấy bờ vai sao? Hơi nhỏ nhưng mà cũng được. Hơi nhỏ nhưng mà cũng được. Rất là chân thành. Và cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc cho hai bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cho bản thân mình. Chào bạn. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em xin chào Quỳnh Linh và toàn thể quý vị khán giả trường quay. Em tên là Hoàng Vinh. Hoàng Vinh, dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay em 22 tuổi và hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại học Sư phạm Mỹ thuật. Dạ. Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta, xin mời bạn. Chào em. Em chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Hạ, Lê Thị An Hạ. Hạ. Năm nay em 22 tuổi. 22 luôn, bên kia dạ. Cũng 22. Mình làm nghề gì hả? Dạ em tốt nghiệp khoa quan hệ quốc tế trường xã hội nhân văn ạ. Hiện tại giờ mình đã có công việc làm gì chưa? Dạ hiện tại em đang làm giáo viên ở trung tâm Anh ngữ ILA ạ. Còn bạn bên đây, bạn ngoài cái việc đi học ra bạn còn làm thêm gì không? Dạ cũng rất là trùng hợp là em cũng có cái nghiệp đi dạy. Dạ, hiện nay em đang dạy ở trung tâm Anh ngữ Planet ở ngoài Thủ Đức ở quận 9. Dạy tiếng Anh đó hả? Dạ. Ủa bên đó cũng dạy tiếng Anh luôn hả? Dạ, hai bên rồi. Giống nhau hả? Dạ hai bạn nói chuyện bằng tiếng Anh, hai bạn nghe luôn đi. Bạn có lập kế hoạch gì cho cái chuyện hôn nhân, nhà cửa, con cái gì không? Dạ hôn nhân thì em chỉ muốn gặp ai cưới một người phù hợp, và đặc biệt là có cùng quan điểm em về cái vấn đề giáo dục. Là sao em? Chị chưa hiểu cái vấn đề giáo dục là sao? Quan điểm của em giáo dục là nó phát triển con người, làm sao mà để cái người đó có thể phát triển được cái điểm mạnh của mình. Có nghĩa không nhất thiết là người này phải mạnh điểm này hoặc là mạnh tất cả mọi thứ. Ví dụ như nếu mà con em thì em sẽ coi thử coi là con em nó giỏi cái gì, hoặc cũng giống như học trò của em giỏi cái gì thì em sẽ cố gắng phát triển cái mạng đó. Có nghĩa là một người có thể giỏi cái này nhưng mà sẽ yếu một cái khác. Dạ. Chứ không thể nào mà toàn diện được. Dạ đúng rồi. Bạn có đồng ý như vậy không? Dạ đồng ý ạ. Em thấy bạn nữ bên kia là một người khá là hiện đại và có nhận thức rất là tốt. Bạn thích người phụ nữ hiện đại hay là người phụ nữ gọi là truyền thống? Dạ hiện đại. Dạ nhưng mà đôi lúc cũng cần một tí truyền thống. Rồi vậy là bên đây hợp luôn. Bên đây là vừa hiện đại vừa truyền thống. Đảm bảo bạn nhìn là bạn chịu liền. Nếu như bây giờ mà bạn chọn một cô gái nào đó hợp với bạn, bạn yêu cô ấy rất nhiều, cô ấy cũng yêu bạn, dạ. Nhưng gia đình bạn không đồng ý. Dạ thì vì em cũng là con trai út duy nhất trong nhà cho nên là, nhưng mà em phải thuyết phục, cố gắng thuyết phục gia đình. Tại vì cái lý do mà thì bây giờ cuộc sống nó cũng hiện đại rồi, còn cái chuyện mà ba mẹ đặt đâu con ở đó nó cũng không có phù hợp nữa. Cho nên là em phải đấu tranh đến cùng cái lý do đó. Nếu mà nó là không còn cái đường nào để mà thay đổi nữa thì có thể em sẽ đành phải hy sinh, phải theo gia đình thôi. Rồi, một con người hiện đại. Hy sinh theo ai? Dạ, theo gia đình. Ồ, vậy còn Hạ. Hạ, chị thấy Hạ rất là xinh, rất là năng động, rất là hiện đại mà cũng rất cổ điển luôn. Cảm nữa. Bạn kết hợp rất là gu của bạn rất là lạ. Nhưng mà như vậy mà bạn nói bạn ế thì mình lại không tin. Bạn nghĩ tại sao, lý do tại sao bạn ế? Chắc là tại cái kiểu của em nó ưng ưng dở dở, nó không có truyền thống quá mà nó cũng không có hiện đại quá. Cái tư tưởng của em thì tư tưởng hiện đại nhưng mà em vẫn rất là muốn giữ những cái truyền thống rất là hay của người Việt Nam mình. Nên là chắc là chưa có ai cảm thấy hợp với cái kiểu giờ giờ ưu ương của em. Từ đó giờ mình có mối tình nào chưa? Say nắng thì có, thích quá thích lại thì có, nhưng mà nghiêm túc để mà hẹn hò thì chưa. Là chưa có một cái mối tình nào thật sự. Vậy chưa. Có hôn nhau được, hôn cái nào chưa? Vậy chưa có mối tình nào nghiêm túc, chưa nắm tay lấy chị hùng. Chưa được nắm tay luôn. Vậy chưa luôn. Wow. Còn bạn trai có mối tình nào chưa? Dạ tính đến thời điểm hiện tại thì em đã qua được hai mối tình. Một cái là hồi cấp 3 còn ngây thơ cũng chẳng làm gì hết. Vậy là một là... cái cuộc thứ hai có làm đúng không? Dạ thứ hai thì cũng kéo dài được gần 3 năm. Làm gì chưa? Dạ thì cũng nắm tay hôn bình thường thôi. À, mình tự thấy mình là người có ưu điểm như thế, ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm thì bạn bè nhận xét là tâm lý, biết quan tâm tới mọi người. Rồi về khả năng thì em biết vẽ, biết hát. Rồi biết dạy học tốt, nên là nếu như mà lập gia đình sau này thì chắc là con em nó cũng được giáo dục tốt. Muốn đẻ mấy em? 3-4 đứa gì đó. Gì dữ vậy? Trời ơi, bên kia có đáp ứng nổi không? 3-4 đứa được không bạn? Dạ chắc được chị ơi, chứ dùng thêm thực phẩm chức năng.
Tôi hỏi có nuôi nổi không? Nuôi thì đâu phải mình em chị, cũng phải hai người họp lại chứ. Hùng nuôi. Dạ Hùng nuôi. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em thì em rất là tình cảm, nhưng mà khi mà nói chuyện đôi lúc rất là khô, rất là cứng và nhiều khi rất là ngang bướng. Bên đó là nói ưu điểm khuyết điểm, còn bạn tự nhận thấy thế nào? Về mặt ưu điểm thì em cũng khá giống bạn, là người cũng tình cảm, biết quan tâm người khác, biết chia sẻ. Một khi đã yêu rồi nó quan tâm rất là nhiều. Và cũng có tài lẻ như hát vẽ, có kiến thức về ngoại ngữ với lại mô tô. Tại em rất là thích mô tô, thích đi phượt này nọ. Dạ. Còn khuyết điểm? Đôi khi em hơi bị dễ bị sượng, với lại có thể là hơi nhát. Hơi nhát với đối với người lạ, nhưng mà đã quen rồi thì không có gì nữa. Quen là tới luôn đúng không? Hy vọng là hôm nay bạn không có sượng à, bữa nay bạn nấu chín luôn nha. Dạ dạ. Vậy thì mình có mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Mình có đặt ra cái chuẩn gì không? Cái đầu tiên giống như em nói là phải có quan điểm giáo dục giống như em. Rồi. Và phải tôn trọng em. Rồi. Và phải hiểu biết. Tại vì đối với những hiểu biết, em không biết sao mà em có cảm tình rất lớn. Và em những cái người mà em đã từng thích á, em thấy là bởi vì người ta hiểu biết rất là nhiều, nên là em ngưỡng mộ chứ, và em thích luôn. Rất là lưu loát, rất là năng động. Không thích điều gì ở người đàn ông? Thứ nhất là thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm. Cái người đó đúng là không thích rồi. Dạ. Còn gì nữa? Không đúng giờ. Nhiều khi ta trễ thì sao? Trễ 5 phút, còn không thì phải báo. Còn nếu trễ 10 phút thì sao? 10 phút cũng phải báo. Trễ được 3, nếu trễ người yêu của bạn trễ 3 lần thì bạn sẽ xử lý thế nào? Dạ, nghỉ chơi. Nghỉ chơi luôn? Dạ, người ta không tôn trọng bản thân, người ta không tôn trọng thời gian của người ta, thì người ta không thể nào tôn trọng người khác được. Cảm ơn bạn. Nghỉ chơi nếu như trễ 3 lần. Hiện đại hay là cổ điển? Cổ điển có, hiện đại có, áo dài cách tân đẹp. Bên kia ta mặc áo dài đó. Về mặc áo dài khăn đóng vô nha. Bên kia nói là trễ 3 lần là chia tay luôn, nghỉ chơi luôn. Dạ. Về ngoại hình, bạn có cái chuẩn gì không? Dạ, ngoại hình thì dễ nhìn là được, nhưng mà đẹp trai là cũng thế. Nếu như mà... Và đặc biệt là em thích con trai cao hơn em và hơi lớn chút, nhưng mà đừng có đô quá, nhìn rất là sợ. Đô là sao? Ý là người cơ bắp á, nhìn ghê lắm. Vậy á hả? Ồ, nhìn ta tốt hết trơn, được hết trơn, mà tay chân ta cuồn cuộn là cho người ta nghỉ chơi luôn. Em cảm thấy sợ lắm, tại vì lợi như vậy nó buồn buồn mà tát em cái chắc em chết. Bên đây nghĩ đây... đi đát vậy. Bên đây phà ngoại hình giống Phạm được không? Vậy chắc không dám. Tại em nhỏ xíu. Dạ, à. Dạ chị Cát Tường. Gồng lên coi. Đồ quá. Dạ không, em cũng nghỉ tập gym 2 tháng mấy rồi chị. Không sao được nhiêu? Dạ khoảng 1m71, 1m72 gì đó. Vậy được rồi, tại vì bên kia không có thích người thấp. Bạn không thích gì ở người bạn gái? Không thích người bạn gái xòe xòa, là nghĩa là không có biết chăm sóc bản thân. Bạn bên kia không có xòe xòa, tôi biết. Dạ. Chắc luôn. Bảo đảm chuẩn. Dạ, cái thứ hai là không thích người bạn gái mà trẻ con quá, không biết suy nghĩ. Không hề, thấy nãy giờ nói. Dạ. Chuyện không? Còn cái thứ ba là không thích người bạn gái mà chấp nhặt nhiều thứ quá. Cái gì cũng giận, cái gì cũng giận mệt lắm. Cái đúng thì ta phải giận chứ. Thì đúng thì mình phải chịu, còn cái gì mà cũng giận, ví dụ là đi trễ 2 phút đi. Không lẽ đang chạy xe ngã tư, anh có khoảng 2 phút nữa mới tới được nha. Vì nó rất là kỳ. Thì mình tới sớm trước 2 phút đi. Dạ, đôi khi có chuyện mình không có điều chỉnh được sao chị? Đôi khi thôi, chứ mình đừng có để nó trở thành 3 lần là không được nha. Dạ. 3 lần được. Dạ. Thấy bên này là quá trời tuyệt vời luôn á. Bạn mà làm quen được bạn mà hẹn hò được với cô này á, thì tôi thua bạn gì, tôi đãi bạn chầu chè luôn. Trời ơi. Làm gì? Chầu chè ngon lắm à. Tình yêu lẽ lấy chầu chè đi cá. Quan trọng cảm nhận thôi. Thôi về bển đi, về bển. Ý là bên đây người ta ngon lắm, bên đây là cua. Hả? Trước khi hai đứa em thấy mặt nhau, em muốn nghe là bạn nữ hát một đoạn hát. Dạ, yeah, bằng tiếng Anh. Em hát được thôi nhưng không hay đâu nha. Rồi, xin mời bạn. I'm just a little bit girl lost in a moment. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it the long I've tried and I don't know why. Rồi bây giờ đề nghị các màn lên, hai bạn sẽ nhìn nhau. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Ê, chào anh. Chào bạn. Chào bạn. Anh cũng được mà. Chào An Hạ. Hai người nói tiếng Anh nhau 1 phút nghe thử coi chơi cái coi. 2, 3 bắt đầu. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. So my name is Vin, and of course
although I don't have any certification about English, but I have a real passion for teaching and learning English. Mm-hmm. So I have 2 years experience from teaching English. The first time I teach English in a house of my friend, he's come from New York. Uh-huh. Yeah. And how about you? You teach him or he gonna teach you? I support to him to teach for his students. Ah, mm-hmm. Okay, got it. Yeah. And actually, the certificate is not important. Yeah. It's just your ability. Mm-hmm. Chúng ta đang xem chương trình nói tiếng Anh với các bạn. Thank you. Chi vậy? Chi cho loại cái mặt mình da vậy? Nói cái mặt tôi nó lãng như sao tôi không hiểu. Chi no, vậy? Excuse me. Sorry. I am no speak English. Rồi, tiếp Việt, tiếng Việt. Dạ, tiếng Việt. Bạn có thích đi phượt không? À, rất là thích đi phượt luôn. À, đi phượt luôn ừ. Hả? Và có cái nữa cũng thích mô tô luôn. Ồ. Oh. Thấy bạn cũng khá là cao, chứ là khoảng cũng... Không cao đâu. Không cao. Bạn thích con trai uống bia hay nhậu nhẹt gì không? Hay là làm cái gì thì nó cũng phải có mức độ của nó. Và nhắm làm sao mà mình kiềm chế được là được rồi. Không có lầy đúng không? Đúng rồi. Rồi bạn có thể uống được không? Uống được nhưng mà ít à. Ít hả? Ừ. Nói chuyện tình cảm đi, cấm nói chuyện bia rượu. Bây giờ mình hỏi bạn nha. Ừ. Còn nếu như bạn có con thì bạn muốn dạy con như thế nào? Nếu là con trai thì sẽ hướng theo cái gì đó nó mạnh mẽ và tự lập. Còn nếu là con gái thì sẽ hướng theo cái thiên phú của nó. Rồi. Hết giờ. Rồi. Bây giờ hai bạn đặt tay vào một nút bấm đi. Suy nghĩ nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Chọn hay không chọn? 1 2 Và 3 Hết thời gian. Quên, có quà tặng bạn. À, cảm ơn bạn rất nhiều. Tại hôm nay mình đi vội quá cho nên là cũng không có chuẩn bị được cái gì. Quà gì vậy bạn? Dạ, một cuốn sách. Ví dụ ta yêu nhau. Ví dụ ta yêu nhau. Dạ. Bây giờ thật rồi đó, đâu có ví dụ nữa. Thì chưa yêu mà, mới hẹn hò thôi mà. À, chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể nắm tay và nhau. Đi xem phim. Xem phim, vé xem phim. Đây. Rồi, nắm tay nhau đi. Gửi tặng bạn. Nắm rồi hả? Những cái vé xem phim. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Mời hai bạn. Như là người mẫu, tôi đứng gần tôi còn sợ lép vế, phải ngồi xuống trước. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Ngọc Hiếu. Rồi, mình đợi bạn nam của mình nha. Thôi, xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ. Bạn tên gì? Em tên Mạnh ạ. Bạn là người ở đâu? Em người Đà Nẵng. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Cách đây 10 năm rồi. 10 năm, bạn vào đây làm nghề gì? Em làm hiện đang là quản lý kênh bán lẻ. Quản lý cả một kênh bán lẻ luôn? Dạ. À, chứ cũng lanh lợi lắm mà nha. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 85. Bên đây tên Mạnh ha. Rồi, 30 tuổi. Dạ. Em 22 tuổi. Em 22 tuổi, hiện nay mình đang làm công việc gì? Dạ, em là sinh viên mới ra trường. Ồ, chị cứ tưởng em người mẫu chứ em. Dạ, em người mẫu ảnh. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m68. Cao quá, sát cao luôn, chị đứng gần chị lùng tè luôn. Rồi xong bên đây xong. Một cô gái chân cũng dài. Chân dài mà học giỏi nha. Mà đi đến đây tìm người yêu, tôi không hiểu sao rồi nha. Em cũng thấy hơi thắc mắc. Hơi thắc mắc đi. Rồi dạ. Em trả lời thắc mắc của ảnh đi. Dạ, nguyên nhân lớn nhất là do bà nội của em rất thích chương trình này. Bà nội em là người thúc em tham gia chương trình. Ủa vậy tại bà nội em mới ế hả sao? Lý do mà em không có bạn trai là do thứ nhất là em cũng lo đi học, đi làm thêm. Với lại ở nhà em cũng xa trung tâm nên bình thường 7-8 giờ là nhà em ngủ hết trơn rồi. Nên em cũng không đi chơi khuya được. Rồi bên đây nhìn có duyên lắm á, giống diễn viên Trung Hiếu ngoài Hà Nội á. Tại sao lý do bạn lại đeo khăn răng? Cái này nó cũng rất là hữu ích khi mà em đi phượt. Thích đi phượt? Dạ đúng rồi. Nãy giờ nghe bạn gái bên kia nói như vậy, bạn cảm nhận là có một cái giống gì cái đối tượng của mình đang tìm không? Em thấy cũng mém mém rồi đó. Cái mẫu người của bạn tìm là như thế nào? Nói về ngoại hình đi, em rất là nghe lời của ông cha, nhất dáng nhì da thứ ba mới là đẹp. Em vẫn ưu tiên về dáng, về ngoại hình. Bạn muốn dáng sao? Chuẩn là được chị ơi. Chuẩn là sao ông Mạnh? Da thì trắng cỡ cỡ Ngọc Trinh là vừa. Bên đây trề môi rồi kìa. Vậy còn bạn gái của mình á, thời gian rảnh rỗi mình có đi chơi đồ gì nữa đâu không? Dạ ít lắm. Em thường ở nhà không à chị? Về nhà làm gì? Ở nhà thì ngủ sớm. Em cũng có một em trai học lớp 6.
Anh thì chơi với em trai, nói chuyện với người nhà thôi chứ không có đi chơi đâu. Ngủ sớm là mấy giờ? 8 giờ đóng cửa, 9 giờ là ngủ hết. Trời đất ơi, hơi sớm nha. Vậy giờ nếu có bạn trai rồi mình đi chơi với bạn trai để mình tìm hiểu nhau cái giờ nào? Em thấy bạn trai mà chịu được thì quen, không được thì thôi. Ví dụ bạn trai mà rủ suốt ngày đi bar, đi khuya hoặc là em thấy là không hợp lý, là không phù hợp rồi. Nhưng mà cũng phải có thời gian để đi với bạn trai chứ. Đi về khuya thì phải xin ý kiến của bà má em. Vì là nhà bà đón má khó em. Lắm á. Chở em về đàng hoàng. Về sinh thì có thể làm gia đình em cho em đi được tới mấy giờ? 10 giờ. Ủa má em bao nhiêu tuổi mà hơi bị khó vậy em? À, mẹ em 40. Rồi, 40 thì trẻ măng hả? Trẻ dữ nha. Thầy, bạn thấy bằng gia đình bên đó khó vậy, mình tính sao? Không vấn đề gì anh. Khi mà em nghe bạn gái nói như thế thì em thấy gia đình bạn rất là gia giáo. Em rất là thích như vậy. Như vậy là tốt đúng không? Dạ đúng. Mình thấy mình có những cái ưu điểm gì, những khuyết điểm gì nói cho bạn gái bên kia nghe luôn. Điểm mạnh của em là giỏi võ. Giỏi võ? Dạ, em học viện Xuân Quyền. Rồi, gì nữa? Khuyết điểm của em là thiếu kiềm chế. Rồi đánh ta hả? Giỏi võ mà thiếu kiềm chế hả? Mấy người học võ phải có biết kiềm chế chứ. Thì em mới nói đó là khuyết điểm. Có bao giờ đánh ta chưa? Sư phụ dạy là không có nên đánh trừ khi nào mà bị dồn vào đường cùng. Mà đó giờ có bị vô đường cùng lần nào chưa? Dạ chưa. À, may quá. Ồ vậy mình, bạn gái mình thì nói cho anh nghe luôn ưu điểm của mình và khuyết điểm của mình. Tính em được nhận xét là hiền, chịu khó, cũng dễ chịu đó chị, sức chịu đựng cao. À, thấy hai người cũng hợp. Em thì cũng vui vẻ hòa đồng. Nhưng bạn còn nhỏ như vậy thì bạn đi tìm người yêu tiến tới hôn nhân thì mẹ có đồng ý không? Mẹ bảo là khi có công việc làm ổn định 1-2 năm thì hãy kết hôn. Bây giờ mình tìm hiểu tới đó mình kết hôn là vừa rồi ha? Dạ vâng. Vậy còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em thì em rất thương nhà em nên em rất là người phụ thuộc vào gia đình. Dù ba má em không chịu thì em sẽ không quen. Ba má là trên hết. Nhưng mà ba má có đặt ra cái chuẩn gì cho mình không? Dạ không, tại ba má em là siêu hiền. Vậy thì cái chuẩn của bạn, mình muốn tìm người đàn ông như thế nào? À, ngoại hình thì cái mặt phải gần giống em. Mặt gần giống em là sao? Ta bảo là vợ chồng thì cái mặt gần giống nhau. Cũng nhìn cũng phải phúc hậu. Cái mặt phải gần giống em, cái tiêu chuẩn này lạ quá vậy trời. Còn coi còn tiêu chuẩn gì nữa không? Cũng bằng em hoặc cao em chút xíu. Mà phải mặt phải giống giống em mới được. Giống em thì em thích hơn. Đâu coi giống mình đó không? Trời ơi cái gì vậy? Cái gì vậy? Chờ chị. Giống tôi chết liền á. Để mấy cọng râu chi vậy? Mặt em thì phần lớn mọi người nhìn vào cứ nói là trẻ quá. Đâm ra là em phải để râu cho nó già một tí. Râu thì râu nó phải nhiều. Râu có mấy cọng lúng phúng kỳ cục quá à. Như vậy là râu cá chốt á. Không có giống mặt bên đây đâu. Tại vì bên đây là gương mặt nó phúc hậu. Để mấy cọng râu nhìn nó gian gian sao nó không có phúc hậu. Về nhà em cào râu đi lại. Ờ được, thà em nói vậy, đồng ý. À, để coi có giống cái điểm nào không nha. Cũng được. Hồi cạo mấy cọng râu tôi nhìn tôi khó chịu quá à. Tự nhiên để đây nè, mấy cọng râu chỉ đây nè em, nó kỳ cục cũng chết luôn vậy. Nhưng mà đằng sau cái lớp râu đó nếu cạo đi thì cũng nét nét giống, cũng hơi giống giống được 60%. Ở bên kia có một quan điểm rằng là ba mẹ đồng ý thì mới đồng ý, còn ba mẹ không đồng ý thì dẹp luôn. Bạn thấy sao? Thì em thấy đó là một lợi thế của em. Tại sao bạn tự tin như vậy? Rất là tự tin. Phần lớn các bậc cha mẹ khi mà gặp em thì người ta rất là thích. Thích điều gì? Em không biết nhưng mà người ta thường giới thiệu con của người ta này kia cho em. Giới thiệu con người ta cho em luôn. Dạ. Có vẻ bạn là một trong những quản lý cao cấp của một công ty. Thành ra cũng khéo ăn khéo nói, ga lăng này kia đúng không? Dạ cũng không biết. Đó là những cái tiêu chuẩn bạn đặt ra. Là một cái gương mặt giống mình thì thấy ảnh là giống rồi đó. Có cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích người nóng tính. Mình này không kiềm chế được á. Không thích gì nữa không bạn? Em không thích tính đàn bà. Cứ soi mói những chuyện nhỏ nhặt, hay xét nét, hay phàn nàn. Em chỉ thích người rộng rãi, thương ba má vợ. Có không? Được không? Được không? Ok. Ok hả? Không được, cặp này được. Nhưng mà cái này nè, bây giờ bạn gặp người đó tiếng sét ái tình đi, mở cái màn lên yêu liền. Em dắt về nhà liền. Rồi ba mẹ không chịu? Không chịu thì thôi, không quen. Rồi hiểu rồi. Đó, đơn giản vậy thôi. Nghe hết rồi ha. Anh cứ yên tâm, em sẽ có cách. Nãy giờ bạn nhắc về gia đình bạn rất là nhiều. Con mà cưng như vậy phải có người đi theo chứ hả? Em nói là em đi chụp hình nên em đi một mình. Nhưng mà rồi mai mốt chương trình này phát ra bà nội thấy, ba mẹ em thấy. Dạ. Thì sao? Ba em sẽ la tại ba em không thích cho đi. Nhưng mà bà nội em thì cứ cương quyết là phải đi. À, có nghĩa là ba phản đối nhưng bà nội lại đồng ý. Dạ. À vậy bây giờ bà nội đang ngồi coi đó, thì bây giờ mình hướng về màn hình mình hỏi bà nội coi thấy anh ngồi kế bên vậy là chịu ảnh chưa? Chứ thôi mai mốt phát lên không có đồng minh bà nội là tiêu luôn á. Hỏi thử nội, nội thấy ảnh nó bển được không? Anh này được không nội? Nội trả lời được, được con, được. Rồi, nội nói được rồi đó. Bây giờ mình kéo màn lên mình coi nha. Kéo màn mình đi.
phút bắt đầu. Chào em. Chào anh. Nãy giờ anh nghe em nói chuyện anh cũng thấy rất là hay, anh cũng muốn xem thử hôm nay anh gặp một người như thế nào. Anh có bông hoa này anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em có thấy anh giống như những gì em tưởng tượng không? Dạ không. Anh thì mặt cũng phúc hậu, cũng tròn tròn, trán cũng cao, chắc cũng thông minh. Mà tuổi hợi thì không có hợp với em lắm. Anh tuổi trâu em ơi. Anh 85 là phải là hợi chứ anh. Anh là tuổi trâu. Trâu thì cũng được. Em học tướng số luôn á hả? Em cũng hơi hơi rành. Anh cũng nghiên cứu về tướng số, phong thủy. Dạ. Thực ra anh nhìn cũng... Rối rối rồi. Mà nếu anh làm việc hành chính là tối về là anh mệt, anh phải về nhà ngủ rồi đúng không? Làm việc giờ hành chính nhưng mà lúc về thì anh sẽ tìm những cái công việc để mà enjoy cho cuộc sống của mình. Ngoài ra thì anh cũng thường tổ chức những cái chuyến đi phượt. Ví dụ vừa rồi là đi xuống Sa Đéc thăm làng hoa. Nếu như có thể em có thể sắp xếp được thời gian hoặc là anh có thể đến anh gặp ba mẹ em thì anh sẽ thuyết phục ba mẹ em. Anh với em sẽ làm một chuyến đi ra xa khỏi thành phố cùng với những bạn bè. Anh càng nói em càng không tin anh độc thân tới giờ. Như em có gửi giấy chứng nhận độc thân chứ mà. Là anh tính kết hôn bây giờ chưa? Có thể là bây giờ hoặc là một năm sau. Anh có kỹ tính hay gì không mà vẫn 30 tuổi có công việc ổn định mà vẫn độc thân? Thực ra thì nói chung đó là một cái duyên. Khi mà người con gái, khi mà anh nhìn anh cảm thấy rằng anh muốn tiến đến với người đó. Dạ. Anh có hút thuốc không? Thật nha, không có xạo đó. Người ta nói là thường những người hút thuốc là sẽ có cái mùi. Thôi không có dài dòng, em không thích văn vẽ có hay không thôi. Không. Không. Ừ. Sao nó giống có vậy? Em nghĩ là có đó. Anh... em ngửi thấy mùi rồi đó hả? Không. Em cách nói chuyện em nghĩ là chắc cũng có đó. Anh có uống rượu bia không? Anh làm ăn mà sao không uống rượu bia được, phải giao tế chứ. Nếu như mà đối tác người ta tôn trọng mình thì người ta sẽ không có ép bia. Anh không biết uống luôn. Uống được, có thể uống mười mấy chai hoặc là một két. Mười mấy chai mà không biết uống. Nhưng mà không thích uống bia. Nếu như em quen anh lâu hơn thì em sẽ hiểu thêm về anh. Em mới quen, em thấy rối não quá. Bắt giờ bà nội thôi. Hỏi nội đi, coi nội chịu không kìa. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Một. Quyết định hay không quyết định tùy theo bản lĩnh của mỗi người. Hai và ba. Hết thời gian. Tại sao em là không nhấn nút chọn anh Mạnh? Chị thấy ảnh rất là chín chắn. Em không thích người nói nhiều và lý lẽ dài dòng. Tính của em là em nhìn là em nếu đã không thích thì làm cách mấy em cũng không thích. Nếu em đã thích thì em sẽ theo tới cùng. Những người mà quá ga lăng gặp em thì nói chuyện nhiều hoặc là tỏ ra rất là chu đáo thì em rất là cẩn trọng. Nên tính em thì cũng không thích những người quá khôn khéo. Em có cảm giác là đây không phải là bến đỗ của em. Bạn nam cảm thấy thế nào? Em cũng có cảm nhận giống như là bạn nữ vậy. Tuy nhiên thì em cũng muốn rằng là mình cho mình một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Rồi, đó là quyết định của hai bạn. Chúng tôi chỉ là những người kết nối thôi. Và hy vọng rằng là hai bạn cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn trong trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Thanh Vân, em 29 tuổi. Hiện tại công việc của em là nhân viên văn phòng. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào khán giả, chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia. Dạ, em là tên là Trần Đại. Em hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán em ở Khánh Hòa. Em làm việc gì hả Đại? Em làm bên lĩnh vực tư vấn thiết kế nội thất. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 29 tuổi chị. 29 tuổi. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì em chỉ thích hát nè. Rồi thích đi du lịch nè. Rồi với lại thích nấu ăn. Rồi. Còn điểm yếu của em là hay quên lắm chị ơi. Rồi em trai. Ưu điểm của em là luôn có lối sống tích cực lạc quan. Luôn cố gắng làm việc chân thành với mọi người, hòa đồng dễ gần. Nhược điểm của em là đôi khi hơi nóng tính, cũng hay quên, với lại đôi khi sơ sài trong những vấn đề giấy tờ. Hai người hay quên hết là mệt lắm á. Thôi giờ bên kia hay hát là thích hát nè, hát bài cho nó vui các ơi. Em xin trình bày bài Túp Lều Lý Tưởng được không ạ? Được. Từ ngày hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tấm lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh.
Đời mình đẹp mãi dưới tấm liều tranh. Nãy em nói là em bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi chị. Em 29 tuổi là sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 88 ạ. Bạn trai sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 89. Ủa sao nãy cũng nói 29 tuổi? Vậy là bên kia lớn đầy tuổi đó. Đây lớn đầy tuổi. Dạ em thấy sao? Dạ thì giúp gái lớn 2, vậy trai lớn 1 thì lớn có 1 à? Dạ bình thường chị. Bạn trai có ngại gì không? Em thấy cũng bình thường chị, coi thử có hợp hay không thôi à. Bạn gái hát bài đáp lại thôi. Dạ thật sự thì em cũng chưa chuẩn bị bài hát nào hết, nhưng mà em sẽ nhớ một đoạn bài hát em để em hát thôi. Đúng rồi. Dù gió có chút lá úa xuống vườn chiều, bước chân ai đem lang thang về cô liêu, trốn xa xôi kia mang theo kỷ niệm cũ, em đã quên hay là vẫn mang theo. Được. Dạ được. Hai cặp này về song ca với nhau được. Bây giờ tình trường của mình thì sao em? Dạ tình trường của em thì em có 2 mối tình, nhưng mà mối tình đầu tiên thì chỉ mấy tháng là không đáng nhớ. Còn mối tình thứ hai thì em quen được 4 năm rồi chị. Dạ, 4 năm. Vừa chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay cũng được 1 năm rồi ạ. Tại sao chia tay? Dạ thì do là thứ nhất là do quen lâu dài thì phát hiện ra có một vài cái mâu thuẫn nhỏ đó chị. Rồi từ từ dẫn tới là tình cảm nó nhạt nhòa không được như xưa nữa. Nên thôi thì bạn kỳ vậy, quen lâu dài mà mới phát hiện ra mâu thuẫn nhỏ thôi. Dạ. Mà không xử lý được hả? Từ cái nhỏ gom lại một thành cái lớn luôn anh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ một mối tình chính thức là kéo dài khoảng 7 năm. 7 năm? Dạ. Mấy năm? Quá dài luôn. 7 năm hả? Từ năm đầu sinh viên tới bây giờ. Tới nay giờ thôi. Mới đây luôn hả? Dạ không. Cái đây khoảng hôm năm rồi. Tôi tưởng mới đây là thôi nghỉ à. Dù bạn nó trở lại thì sao? Thật ra thì cho dù có hai người trở lại cũng không được nữa, cho nên mình chấp nhận cái gì quá khứ là quá khứ. Nhưng mà cái đó anh nghĩ nè, 7 năm trời có cái chuyện gì nó căng thẳng lắm mới chia tay chứ. Thật ra là do em nhiều hơn, cái tình cảm nó tan vỡ dần. Những cái nhỏ nó sẽ góp nhặt thành những cái lớn nó bùng nổ. Lúc đó là mình sẽ mấy mối tình dài xảy ra một bài một. Nhận lỗi như vậy là đàn ông mà nhận lỗi thế là tốt. Dạ đó là bài học lớn anh. Thì thật ra những cái mối tình nào mà dài nó cũng trải qua bao nhiêu đó chuyện à. Rồi cuối cùng không vượt được cái tôi của mình rồi là chia tay. Bây giờ mình bỏ chuyện cũ, lật sang trang mới ha. Dạ. Rồi, bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em mong muốn tìm một người bạn trai là thứ nhất là đầu tiên là đừng có gia trưởng quá chị. Rồi. Em thích được cao to một xíu, có công ăn việc làm ổn định. Rồi. Biết quan tâm, chăm sóc bạn gái. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn nam? Dạ, cam ram chị, với lại là không có được gọn gàng sạch sẽ. Bạn trai thì sao? Mẫu người bạn gái của em cần tìm là người như thế nào? Phải biết lo lắng về và cân đối giữa chuyện công việc với gia đình. Về ngoại hình thì tương đối là dễ nhìn, nói chung cũng xinh xắn, dễ thương. Dạ. Yeah. Rồi, không thích điều gì ở phụ nữ? Nói chuyện vô duyên. Gái mà vô duyên chắc mệt lắm nha. Không biết lo lắng, quan tâm chăm sóc gia đình và không chung thủy. Thôi nói chung đã vô duyên rồi là không có gì hết trơn. Vậy đi. Chào rồi, chị. Chào em. Dạ. Sạch sẽ gọn gàng ha. Bạn gái thì thích như vậy thôi. Em có hay ghen không? Dạ cũng có, nhưng mà không kiểu là mất kiểm soát hay là vô cớ hay là gì đó. Nói chung là ghen có kiểm soát. Bây giờ nếu như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Thì tùy tình hình, ví dụ như có thể là cuối năm hoặc là sang năm. Em đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ tất nhiên là mình phải có sự chuẩn bị rồi chị. Lấy nhau về rồi mình hai vợ chồng đến ở đâu? Hiện tại thì em chưa có mua nhà. Nhưng mà khi mà bắt đầu là có gia đình thì em sẽ tính tới cái chuyện là sẽ mua nhà. An cư mới lạc nghiệp được ha. Dạ đúng rồi. Mình có làm dâu gì không hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ không, tại vì ba mẹ em không ở Sài Gòn. Công việc ổn định ha. Dạ. Rồi như vậy là quá tốt rồi, chuẩn á, nhà trai bữa nay ngon á. Được á em, dạ. Cố gắng nha. Để anh qua anh thăm đàn gái coi. Thăm đi, thăm thoải mái. Dạ em chào anh. Chào em. Bây giờ em nghe cái tiếng nói anh đó, em cảm nhận thế nào về anh? Em cảm nhận là anh đó có sự rất là thân thiện. Ừ, đúng rồi. Giọng nghe cũng dễ thương. Ừ. Còn đẹp trai không em chưa biết. Đẹp hơn anh nhiều. Dạ. Vậy đi. Dạ. Ha. Nhưng mà anh sống đây có một mình, chưa có nhà cửa gì hết trơn. Dạ. Thì em tính sao? Thí dụ hai người lấy nhau sao? Ở nhà trọ được không? Thì thời gian đầu nếu khó khăn thì hai người phải thông cảm cho nhau à. Ừ. Về mình giữ tiền hay để chồng giữ tiền? Dạ thì nếu mà được thì em giữ thì tốt hơn. Phụ nữ bao giờ thích giữ tiền ha? Dạ. Anh có mối tình 7 năm mà anh phải chia tay. Em có ngại khi mới chỉ có 1 năm mình quen với anh không? Đời đó thì em không ngại, bởi vì em cũng đã hiểu được cái cảm giác đó. Quan trọng rồi mới... em có chữa lành vết thương được cho anh ấy không? Dạ đúng rồi. Em hy vọng em sẽ là liều thuốc cho trái tim. Hay quá. Cô dâu tương lai là một người con gái thông minh đấy. Được thông ha. Minh. Được.
bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái mình cho hai bạn gặp mặt ha. Dạ có, em đi với mẹ của em ạ. Dạ chào cô. Chị chào Cát Tường. Cô thấy con rể tương lai của cô thế nào? À, cô thấy thì cũng được, cũng bạn trai, cũng đẹp, cũng dễ thương, dễ mến. Nhưng mà đó là do quyền của Vân. Nói gì với bác đi. Dạ thì nếu mà được tiến tới thì tình hình giữa hai người như thế nào? Rồi còn sự ủng hộ của bác và gia đình. Thì được, dạ. Cảm ơn bác. Con cứ tìm hiểu nhau đi. Ý cô trước là được không? Thì cô thì lúc nào cũng được rồi đó, cũng được. Được. Ừ, cũng vừa mắt rồi. À, vừa rồi hả? Cũng thích rồi. Ưng cái bụng chưa? Ưng cái bụng rồi, dạ. Nhưng mà do con. Rồi, cảm con ơn đi. Cô. Vậy được rồi ha. Cảm ơn. Cảm ơn bác. Mắt ưng cái bụng rồi đó. Bây giờ em đi với ai đâu? Dạ em đi với ba em, chị em và một người bạn thân. À, chào anh Quyền Linh. Dạ, chào chị Cát Tường. Nói chung là gia đình tôi thì chỉ có hai con thôi. Mình cũng rất là mong cháu. Cho nên là cứ thúc cho cậu lớn nhà mình là cứ vợ đi. Thì mong là mò được sự ủng hộ của gia đình bên kia để cho cháu nó đến hôn nhân thì tốt nhất. Dạ, dạ, rồi, hay quá. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt nào. Kéo màn. À, mình có món quà tặng bạn. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Bây giờ bắt đầu ngay từ lúc này mình không có mình với bạn nữa mà anh với em cho nó tình cảm nha. À, dạ mình nghĩ là anh nghĩ là trước hết thì mình sẽ dựa vào cái cảm giác á để mình có thể đến với nhau hay không và chọn nhau hay không là do cảm giác của mình. Anh xin phép hỏi em trước nhé. Dạ anh hỏi em. Theo em thì những cái yếu tố nào quan trọng nhất là để giữ gìn cái hạnh phúc hôn nhân? Theo ý kiến của em thì yếu tố quan trọng nhất đó là thông cảm và hiểu cho nhau, cân đối giữa công việc và cuộc sống, chăm sóc gia đình. Anh cũng nghĩ vậy. Dạ. Cảm ơn anh. Em có điều gì muốn hỏi lại anh không? Bây giờ hiện tại thì em biết là anh chia tay mối tình là 7 năm rồi. Nhưng mà em hy vọng là đừng để mà quá khứ mà ảnh hưởng tới tương lai hiện tại. Đó, em chỉ mong muốn điều như vậy thôi. Chúng ta cảm nhận gì về người đối diện của mình? Em rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Rất là dễ nhìn. Có gu thời trang cũng khá ấn tượng. Nhìn em rất là chững chạc, có một cái suy nghĩ khá là sâu sắc. Dạ, chưa kéo màn lên thì em nghe cái giọng nói của anh thật sự rất là dễ thương. Khi mà tiếp xúc với anh rồi thì em thấy là hợp nhất lên. Hợp. Anh cảm ơn. Anh nghĩ thì nếu mà tiến tới thì mình cũng nên dành thời gian nhiều hơn. Chứ đừng để mà gặp nhau ít quá. Dạ. Thì nó sẽ cũng không có, nó cũng phai mờ đi. Dạ đúng rồi anh. Con cái sao thích trai gái nào bày tỏ quan điểm luôn. Dạ, con gì cũng được miễn là con mình thôi chứ cũng không có gì con gì khác thôi nha. Bây giờ hai chồng thử tính cái kinh tế làm sao để phát triển kinh tế. Đúng đó. Cái kế hoạch tương lai mình định làm gì? Rồi đâu hai chồng ủ quên hai đứa, ủ quên hai bạn tính thử thôi. Thì em nghĩ là cuộc sống bây giờ cái gì đó mức giá nó cũng leo thang nên sống mình phải biết là tiết kiệm. Thì anh cũng nghĩ vậy. Hiện tại thì anh cũng có mở riêng cho mình một cái công ty nhỏ để chuyên về thiết kế thi công nội thất cho căn hộ biệt thự nhà ở này nọ cho khách hàng. Và một cái sự chuẩn bị cho tương lai của đàn trai cũng khoe với đàn gái luôn. Khoe em. Cái nhà này thì năm ngoái thì thiết kế cho khách mà khách họ bỏ chạy rồi. Cái này mình rất là thích cái thiết kế này cho nên mình nghĩ là sẽ dành cái thiết kế này sau này cho cái nhà mình nếu mình mua sau này. Vậy thôi. Đẹp quá. Đây là cái nội thất của nhà. Đây là cái phòng khách. Còn đây là cái phòng ngủ. Cái này chủ nhà rất là thích mà nhưng mà rốt cuộc không ký hợp đồng thi công. Nói gì đó hoài. Tôi giới thiệu cho. Không giới thiệu gì đâu mà cứ người ta rút lại hoài. Giống như là cũng đây như là đó. Hướng tới tương lai. Mặc dù anh vẽ cho người ta nhưng mà anh nghĩ rằng nó sẽ là của mình. Đó. Phòng ngủ của hai đứa. Giữ đi cưng. Cái giường của hai đứa. Giữ đi cưng. Cưng. Giường ông mai bà mối. Cất đi cưng. Một cái thiết kế rất đẹp. Nhưng mà anh nghĩ rằng với một cái khát vọng, một cái ước mơ thì ở đây nó cũng không xa vời gì lắm đối với hai em. Rồi. Chúng ta không còn thời gian nữa. Đặt tay vào nút bấm đi em. Bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây để suy nghĩ. Suy nghĩ cho kỹ nha. Trước hàng triệu khán giả đang xem, trước ba mẹ, ông bà,
người thân của chúng ta. Chúng ta không phải không nói dối con tim được nha. Phải thật. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ấm rất đều, rất nhịp nhàng. Ấm tay nhau đi hay. Chàng trai cô gái rất dễ thương. Đó. Em tên là Nguyễn Hữu Minh, năm nay 32 tuổi. Hiện nay em đang làm kỹ thuật viên điện tử. Quê ở đâu? Quê ở thành phố luôn. Thành phố luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thị Ngọc Huyền và em 28 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên marketing tại công ty Yến Xào. Rồi. Huyền, 28 tuổi. Thì giới thiệu một xíu về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu của em đi cưng. Dạ, em thì bạn bè nó hay nhận xét là em là người sống rất là tình cảm. Nhiều khi giúp đỡ em một lần thôi mà em cứ năm nào cũng đem bánh trái qua cho hết trơn á. Năm nào đem bánh trái luôn á hả? Dạ. Tại vì họ, dù sao đi nữa thì họ đã có cái tình giúp đỡ mình rồi nên cứ nhớ mãi. Vậy chúc em, anh có cơ hội nào anh giúp em điều nào với không? Dạ, nhà em có trồng mít cho nên là hay hái mít cho anh chị ở công ty ăn á. Năm dạ. Nào cũng có mít nha. Dạ. Đặc biệt cực kỳ là bạn em mới nói là mày rất có biết cách quan tâm người khác. Ví dụ như là nó bệnh thì nó cũng không có nói là ừ đi mua thuốc về cho tao hay gì đó. Em chỉ thấy nó bệnh rồi cái em xách xe máy em chạy ra ngoài em mua thuốc về đưa nó uống cái vậy thôi á. Em ơi, cái ưu điểm mua thuốc đó em coi lại một xíu. Em mới nghe bạn em bệnh em chạy em mua thuốc về biết nó bệnh gì nó uống. Dạ, tại để ý ví dụ như là nằm bệnh mà ho hay rồi là biết bị cảm. Trời ơi, chưa hay chắc quá làm bác sĩ luôn trời. Như vậy nó hơi nguy hiểm tới nhiều khi á, em thấy ho em tưởng đâu thuốc bị cảm em mua thuốc cảm. Nhiều khi người ta bị phổi thì sao? Đúng không? Cái này là phải xem lại thôi. Dạ, còn về khuyết điểm thì em nói nhanh lắm. Nhiều khi nói xèo, người kia hả mở mắt ra nói xong mày nói gì tao không hiểu hết trơn á. Dạ, hôm nay là em khống chế dữ lắm rồi đó. Rồi. Thôi, cứ nói xả sụt rồi khỏi nhanh cả này nha. Bạn Nam, ưu điểm khuyết điểm là gì? Em là người hiền lành, thật thà, không rượu bia, không hút thuốc, biết nấu ăn, ít nói, nhát gái. Nhát lắm hả? Dạ. Thấy con gái là nhát hả? Ý là thấy mà mình thích đó, mình nhát hả? Mấy người thích mới nhát. Dạ. Còn không thích là không có nhát. Dạ. Thử coi họ nhát cô đó không nha. Em có mấy mối tình rồi? Chính thức thì em chưa yêu ai. Hả? Yêu Đơn Phương rồi. Yêu Đơn Phương lâu không? Không, một hai tháng vậy. Trời ơi. Em 32 tuổi rồi, có khi nào nằm mơ em có hôn ai đó không? Dạ. Có không? Có chứ. Có hả? Dạ. Hung trai hay gái? Hung gái. À được. Kiểm tra về giới tính thôi. Ồ tôi nghi quá à, 32 tuổi chưa có mối tình nào luôn hả em? Ừ. Trời đất ơi. Hiền quá mà nhát gái thôi. Chứ có nằm mơ thấy hung ta. Ủa em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, về tình trường sử thi thì em thiệt luôn là giờ em cũng chưa có mối tình nào hết trơn á. Không lẽ cặp này trời sinh hiếm mà cặp này hiếm lắm á. Bạn nào cũng mặt mày xinh xắn mà sao tự nhiên không ai có mối tình nào hết trơn vậy? Tại chắc em không biết nói chuyện á chị. Nói á. Nãy giờ em nghe nói với người ta lát người ta chửi. Sao vậy? Nói bạn gái lát hai người gây lộn rồi. Sao vậy? Không biết. Em ít nói mà sao em nói chuyện vô duyên lắm hay sao gây lộn? Không biết cái lại không biết nói lãng mạn à, không biết nói lãng mạn. Nhưng mà thích gái không? Tự nhiên thích vậy, thích là lâu luôn. Chắc không? Chắc. Lúc mình đang nằm mơ mình thấy mình đang hung. Nhưng mình thức dậy thấy sao? Thấy bình thường vậy. Trong người không có gì bất bình thường hết hả? Đâu có bình thường. Thì không trong mơ thì sao không biết được cái gì vậy? Rồi sao nữa? Rồi cái thức dậy xong rồi sao nữa? Thức dậy giữa mặt làm cái gì? Rồi bây giờ nếu mà được thì bao lâu mình tính tới hôn nhân được? Chắc khoảng một năm rưỡi. Rồi, hai chồng ở đâu? 18 vậy. Có nhà chưa? Dạ, có một cái nhà nhỏ gì. Có nhà nhỏ rồi, em ở mình hả? Dạ. Rồi, vậy là tốt quá ha. Tốt rồi. Vậy rồi em biết hung không em? Chưa có quen ai sao biết hung. Nhưng mà trong giấc mơ có thấy được cận rõ cái hung không? Em hung hay là em thấy người ta hung hay là em thấy em đang hung? Thấy em đang hung. Đang hung ai? Thì trong mơ thì sao em nhớ chị? Có hung thôi hả? Có làm gì nữa không? Hả? À, không. Trời ơi hiền. Hồi xưa giờ nhát vậy luôn em hả? Ờ. Đến quan coi đàn gái sao rồi.
Cổ mà hiền nữa chắc mệt luôn à. À, chào em gái. Dạ, chào anh. Bạn bên này hiền dễ sợ không? Mới nằm mơ thấy hung rồi đó. Em có nằm mơ thấy lần nào chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa bao giờ nắm tay con trai bao giờ. Chưa luôn hả? Em có thấy cặp nào người ta đứng hôn nhau chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Lúc đó cảm giác mình sao? Nó bình thường đó anh. Tại em không có... Tại không mình chưa có cảm được. Có khi nào em nghĩ em sẽ hôn người yêu của em không? Có. Có hả? Vậy chút mình làm thử nha. Bên đây cũng hiền, bên kia cũng hiền luôn. Nhưng mà hai người mà hiền quá thì rồi làm ăn gì được không trời? Em muốn người nó như thế nào? À, em cao 1m45 cho nên là bạn trai mà cao 1m44 là không được rồi. 50. À, cái thứ hai nữa là phải có hiếu. Thứ ba nữa là phải biết kiểm soát cái cảm xúc của mình. Em không cần giàu, cũng không cần chức vụ cao, nghèo cũng được. Nhưng mà phải có ý chí, phải có nghị lực cầu tiến. Bây giờ nói bên đó mình cảm giác mình có được bao nhiêu phần trăm em trai? Cũng có 70. 70 ha? Cũng hiền khô bên kia cũng hiền đúng không? 70 là quá tốt rồi. Em có mong muốn tìm người yêu lý tưởng của mình không? À, có. Thế nào? Người nó cao từ 1.5m trở lên. Đây có 1.45 à? 1.50 đến 1.60. Ngoại hình 40 thấy à? Được không? Được. Rồi sao nữa? Biết chăm lo gia đình. Cô kia chăm lo được đó. À, biết kính trên nhường dưới, không có mà lè lẹt quá. Bên này đơn giản lắm. À vậy đó được. Được hả? Dạ. Được đủ hả? Rồi đủ. Em không thích gì ở người phụ nữ? À, đó là ít nói. Cô cũng ít nói đó. Còn thấy nãy giờ nói nhiều. Nói cũng nhiều đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ hôm nay em đi với chị họ với hai, với người anh họ với bạn em. Xin chào anh Quyền Linh và Cát Tường ạ. Chào chị. Em là chị của Quyền. Thấy bạn trai thì cũng được, cũng dễ thương. Hy vọng là hy vọng là hai đứa có thể nắm tay nhau không đi nhau suốt cuộc đời. Chị có mong muốn hồi cặp này hung nhau không? Nhiều khi nó mắc cỡ quá, nó hung thấy nó ngại. À, bạn trai hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với hai người dì và Dượng ạ. À, chào dì. Dạ, chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Em là dì Năm của Minh. Thấy hai đứa cũng khá hợp. Để kéo màn lên, hai đứa thấy được thì hãy tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Vậy thôi. Dì cũng hiền quá ha. Gặp cháu hiền, dì cũng hiền nữa. Thôi để kéo màn để coi hai đứa nó hiền cỡ nào. Kéo màn lên. Rồi. Rồi. Anh có muốn quà tặng em mới phải mở chứ. Dạ. Mở nắp đi mà. Mở nắp ra hả anh? À, mở nắp đi. Dạ. À, anh có thấy gì không? Dạ không. Tại vì anh chưa có đọc thần chú á. Dạ anh không đọc thần chú là anh ba la. Mở ra thì sẽ có một món quà. Thì sợi chuyện. Anh có thể đeo cho em. Cái này là bánh bông lan phô mai. Hồi sáng em dậy sớm em làm á. Để anh về anh thử nha, ngon lắm á. Em, bén tóc lên, bén tóc bằng gái lên coi, bén tóc lên. Đó. Dạ em cảm ơn ạ. Đẹp không? Nhìn coi ngắm cái dây chuyền coi đẹp không? Em ngắm đi. Chú biết cái bên ngắm bơi thế nào? Thấy được không? Được ạ. Nhìn thẳng nó nhìn anh chi. Dạ được anh. Được không? Thôi. Ok. Rồi, được rồi. Rồi, hai người trò chuyện đi. Thì nói đi. À, em thích con trai hay con gái? À, em thích một trai một gái. Thì khi nào em rảnh, thời gian rảnh mình hẹn hò á. Trời ơi, vậy được không? Đứa trai đứa gái luôn không? À, được rồi. Được hả? Anh đích thích đi thiện nguyện không? À, có. Đi thiện nguyện á. Tại em cũng hay đi thiện nguyện á. Thì một năm em thường đi 3 đến 4 chuyến á. Thường hay đến mấy cái vùng núi, vùng xa á. Em đi với đoàn hay sao rồi? Dạ đúng rồi, em đi với nhóm á anh. Hai đứa tổ chức đi riêng thôi, được không? À, được anh. Ừ. Nói đi, cảm nhận cô gái thế nào? À, em cũng xinh xắn, dễ thương. Với lại nói nhiều, anh thích nói nhiều. Thích nói nhiều hả? À. Thằng này giống em là chưa có quen ai á.
Hai đứa quen nhau không biết gì luôn á. Hẹn hò đầu tiên thích hẹn ở đâu? Ví dụ lần đầu hẹn hò thì em thích đi đâu? Anh có thích cái không khí quán trầm không? Tại vì em hay uống trà đạo. Tại vì không khí trà đạo nó rất là yên tĩnh. Tính em nó không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt đâu anh. Dạ, yeah. Để anh cũng thử xem. Được không? Được hả? Nó là cuối lắm, đúng được. Trời ơi, chưa gì nó là cuối rồi. Chưa có gì hết trơn á. Bây giờ nè, hai đứa lấy nhau về ở đâu rồi mình hướng tới tương lai đi. Anh ở quận 8 thì ví dụ mình lấy nhau thì em có về quận 8 ở được. Không sao đâu, tại quận 8 em Thủ Đức mà chạy lên nó khoảng tiếng rồi. Về kinh tế thì anh cũng bình thường thôi chứ không có cao. Nhưng mà anh hứa là sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Đó là cuối anh. Là cuối gì chưa, mà là cuối gì. Trời ơi. Bây giờ nói thật lòng nha. Dạ. Em thấy cô gái này xinh không? Xinh. Em khoái không? Khoái. Khoái dữ không? Khoái dữ. Khoái dữ. Rồi nói lời cuối đi. Mà lại gần nó. Lại đó. Đi lại đi. Dạ dạ. Trên sợi dây chuyền em đang đeo á. Đòi lại. Có một nửa là hình trái tim. Nửa bên kia là anh đã khắc tên anh lên rồi. Nếu mà em có cho anh cơ hội á, thì nửa bên kia điền tên của em. Ông xin nói lời cuối. Ông mà bước tới cái ông kiểu em như em sợi dây chuyền. Tính nói hồi em không bấm nút em trả thêm sợi dây chuyền. Lời cuối xong chưa? À xong rồi. Dễ thương quá. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Khó tìm được một cặp xứng đôi nhỏ con vậy quá ha. Lần đầu tiên em nắm tay đàn ông ấy. Hả? Lần đầu tiên em nắm tay con trai. Lần đầu tiên nắm tay con trai. Dạ. Nắm thử chúng chặt vô nào. À, gì cho con hôn cái. Đó, xin gì đàng hoàng thấy không? À, có chị có hôn à? Có. Anh làm liền. Anh làm liền. Nụ hôn đầu tiên, cổ chưa nắm tay lần nào. Nụ hôn đầu tiên nó phải lâu lâu chứ sẽ chừng nào nó buông ra mới buông. Làm lại. Nào quý vị để nguyên, để nguyên, để nguyên. Thấy được không? Thấy sao, cảm giác sao? Thấy lạ. Lạ. Trong người có gì nó khác không? Có. Khác cái lúc mà ngủ giật mình thức dậy không? Em gái thấy sao? Nó là lạ. Là lạ hả? Mà vui không? Dạ vui, khoái không? Ha? Khoái không? Khoái chút làm nữa ha. Dạ. Dễ thương.